Xin mời các bạn đến với set chung kết set 3 nha. Tại vì để Lâm vào trễ cho nên không có quay được set thứ nhất nha các bạn. Các bạn thông cảm nha. Thành phần áo đỏ gồm có các cao thủ như sau: Bảo Cao đến từ quê Thống Đốc Cần Thơ, Chí Thông, Quý MC Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương, Lâm Tới Bãi Biển và Thắng Con cùng Tony Trường Hai. Còn bên kia là Dũng Lai, Phong Co Libero, Phú Libero, Chí Mexico và Quốc Minh. Dũng Lai thật sự quá thông minh xử lý trái bóng vừa rồi. Thank you các bạn bấy lâu nay luôn đồng hành cùng kênh Đà Lâm Vua Đồ Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nhớ share và like. Ok man. Quá tuyệt vời cho Bảo Cao. Tony vừa có một quả truyền biên bay rất đẹp. 1-2. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 2020. Giải này giải bóng bóng của đường Lê Hồng Phong, làng 2, Dầu Tiếng, Bình Dương các bạn. Còn đây là ông chủ sân Ba Lợi, một trong những hàng sáu ghê gớm hiện tại bây giờ, cùng với Ba Đía Bình Tân, Quốc Liệt, Tân Hiệp, Đồng Nai. Đây là cái bộ ba hàng sáu quyết liệt nhất hiện tại bây giờ. Đây là ông chủ sân nha các bạn. Điểm cho Hoàng Mai 4-1. Dũng Lai phát bóng. Chí Thắng đập bóng tốt, đội thời điểm cho Sơn Sơn 2-4. Quốc Minh, cao thủ trẻ đang lên của miền Tây, rất khó chịu. Anh ấy mặc dù tay phải nhưng đánh số 2 quá khó chịu các bạn ơi. Quốc Minh khoảng 1m77 các bạn, 77-78 nha. Quá ghê cho Tú MC, Quý MC. Quý MC có một cái tay trái cực kỳ quy lực. Hiện tại bây giờ trong đội hình này là Quý MC, Bảo Cao đang lãnh lương cho Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương các bạn. Quốc Minh nhẹ nhàng thông minh lấy điểm. Set này set thứ 3 chung kết cho đánh 12 điểm, 11 điểm nha các bạn. 6-3. Đại Lâm chỉ có kênh duy nhất Đại Lâm Vua Đồ Dò các bạn. Các bạn nào có đam mê thể dục thể thao, bóng chuyền và bóng đá nè, hãy đến với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò, có nhiều điều thú vị nha. Đi ơi chi. 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 Đi ơi chi.
Một pha xử lý thật sự đáng tiếc của Chí Mexico. Anh ta quá gấp và qua bắt hai. Thật sự cái dàn trắng bên Lâm Tới, Thắng Con, Bảo Cao, Quý MC, Chí Thông thật sự quá khó chịu. 5-6. Chết mẹ rồi, nóng quá. Thật sự quá đáng tiếc cho Chí Mexico và Quốc Minh. Các bạn đang lập chụp và lập bập. Tỷ số hiện tại bây giờ là 6-6. Thật sự trong set chung kết rất hấp dẫn, kịch tính đi các bạn. Sáu đều. Trời ơi. Qua may mắn. Cú nã đại bác của Quý MC. Xem bên cái điện thoại nữa rồi. 7-6. Bảo Cao vừa có một quả quá quy lực. 7-7. Lỗi quá đĩa bỏ rồi. Hả? Vậy vậy. 7-7. Quá hấp dẫn kịch tính cho set chung kết này các bạn. Quý MC vừa có một quả chạm tay trắng ra ngoài. 8-7. Sáu bà luôn á, giờ là 8-7 luôn. Tuyệt vời cho Chí Mexico. Vừa có một quả quá quy lực lấy điểm cho đội chủ nhà. 8-0. Pha bóng vừa rồi không thật sự tốt và quá may mắn cho Quý MC. 9-8. Ừ.
Rất đáng tiếc, chuyền hay không được tốt, và Quốc Minh nhảy vào lưới các bạn. 18 kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Chúc mừng cho đội Chí Thống Lâm Tới Tony QMC thắng con Bảo Cao, thắng set 3 này 11-8. Thật sự bóng chưa kết thúc, chưa biết bên nào thắng các bạn à. Rất đáng tiếc cho Chí Mexico, Quốc Minh, Dũng Lai, Phong Libero và Phú Libero gác 6-3, nhưng mà cuối cùng thua ngược lại 11-8 các bạn. Quá đáng tiếc cho set chung kết. Mời các bạn xem tiếp các trận đấu tiếp theo nha. Hãy nhớ ủng hộ kênh Đại Lâm Mua Đồ Dọ, share và like. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Hiện tại bây giờ hai đội đang khởi động cũng rất khủng cho những cái tên đáng gờm các bạn. Trường Trắng Bơm, Hồng Cơ Bắp 35kg, Đăng Mớm tay trái Củ Chi, Quý Nhóc Bãi Biển, Chắc Sầu Riêng. Cầu đội bên kia là Bình Minh, Tiến Đen, Nghĩa Đô, Lâm Hưng và Khang Chiền Hai.